Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh tham gia lớp học trực tuyến lớp 1 môn toán. Ở các tiết học trước, các em đã tìm hiểu và làm quen với dạng toán có lời văn và thực hiện phép tính cộng. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu giải toán có lời văn nhưng sẽ thực hiện phép tính khác, đó chính là phép tính trừ. Đầu tiên các em hãy quan sát bức tranh. Trong bức tranh này, theo các em có tất cả bao nhiêu con gà? Chúng ta quan sát và thấy trong bức tranh có tất cả 9 con gà, đúng không nào? Sau đó các em quan sát tiếp và cho cô biết có bao nhiêu con gà trong chuồng đã đi mất rồi? Đúng rồi, có 3 con đã mất đi. Vậy thì trong sân còn lại bao nhiêu con gà? Trong sân còn lại là 6 con gà. Như vậy, từ bức tranh này, cô có bài toán. Các em cùng đọc với cô nhé. Nhà anh có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà anh còn lại mấy con gà? Chúng ta cùng đọc lại bài toán này một lần nữa. Nhà anh có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà anh còn lại mấy con gà? Để giải được bài toán này, chúng ta cũng sẽ thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất, các em sẽ viết lời giải. Bước thứ hai, chúng ta sẽ viết phép tính và lưu ý tên đơn vị đặt trong dấu ngoặc. Và bước thứ ba, các em sẽ viết đáp số. Bây giờ các em cùng quan sát lại bài toán. Nhà anh có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà anh còn lại mấy con gà? Để giải được bài toán này, trước hết cô cùng các em tìm hiểu bài toán. Các em hãy cùng quan sát lại bài toán và cho cô biết bài toán cho biết những gì. Chúng ta thấy bài toán cho biết nhà anh có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Ở câu đầu tiên đó chính là cái mà bài toán đã cho biết. Tiếp theo bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi nhà anh còn lại mấy con gà. Như vậy, sau khi tìm hiểu bài toán, chúng ta sẽ tiến hành tóm tắt đề toán. Có 9 con gà, bán 3 con gà, còn lại 3 chấm con gà. Các em lưu ý ở câu thứ 3, còn lại 3 chấm con gà, thì ở chỗ 3 chấm này chúng ta sẽ bỏ trống và không được điền số vào nhé. Sau khi tìm hiểu bài toán và viết tóm tắt xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải bài toán theo 3 bước mà cô đã hướng dẫn. Đầu tiên các em sẽ đọc lại đề toán. Nhà anh có 9 con gà, mẹ đem bán 3 con gà. Hỏi nhà anh còn lại mấy con gà? Vậy các em hãy cho cô biết. Để biết nhà anh còn lại mấy con gà, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Để biết nhà anh còn lại bao nhiêu con gà, các em sẽ thực hiện phép tính trừ. Ta lấy tổng số con gà mà nhà anh có, trừ đi số gà đã bán, thì sẽ được số gà còn lại, đúng không nào? Và để viết lời giải cho chính xác, thì trước hết các em sẽ dùng thước và bút chì gạch chân cho cô từ hỏi và từ mấy. Và trong bài này, đơn vị cần tìm đó chính là con gà, cho nên chúng ta sẽ dùng bút chì khoanh vào chữ con gà. Sau khi thực hiện bước này xong thì chúng ta sẽ dựa vào đây để viết lời giải. Cô có lời giải như sau. Số con gà nhà anh còn lại là. Thì để viết lời giải đầu tiên các em sẽ viết
chữ số ở đầu câu. Sau đó các em quan sát xem trong bài này đơn vị là gì, thì chúng ta sẽ viết tiếp. Và ở trong bài này đơn vị là con gà, cho nên cô sẽ viết tiếp chữ con gà. Và chúng ta quan sát trong câu hỏi nhà An còn lại mấy con gà, chúng ta để gạch chân từ hỏi và từ mấy, cho nên chúng ta sẽ không viết từ hỏi và từ mấy, mà chúng ta sẽ viết những từ còn lại trong câu hỏi. Trong câu hỏi này cô còn các từ nhà An còn lại, thì cô sẽ viết tiếp sau từ con gà. Cô sẽ viết nhà An còn lại. Và từ cuối cùng cô thêm vào đó là từ là. Và cuối câu có dấu hai chấm. Các em lưu ý viết cho chính xác nhé. Và bước thứ hai, các em sẽ viết phép tính. Chúng ta sẽ lấy 9 trừ 3 bằng 6 và viết đơn vị là con gà. Lưu ý là tên đơn vị chúng ta sẽ mở đóng ngoặc. Và bước cuối cùng là các em sẽ viết đáp số. Và lưu ý chữ đáp chúng ta sẽ viết ngang bằng với chữ dấu bằng ở phía trên để cách trình bày cho sạch đẹp. Như vậy cô và các em đã cùng nhau phân tích và giải bài toán đầu tiên. Các em đã nắm được cách giải của bài toán này chưa nào? Chúng ta cùng sang tiếp bài thứ hai nhé. Bây giờ các em sẽ vận dụng các kiến thức vừa học để giải bài toán đầu tiên. Cô có đề toán như sau: có 8 con chim đậu trên cành, sau đó có 2 con bay đi, hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? Các em cùng đọc lại đề toán này với cô. Có 8 con chim đậu trên cành, sau đó có 2 con bay đi, hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? Các em cùng quan sát tranh. Đầu tiên, cô có 8 con chim đậu trên cành, sau đó có 2 con bay đi, hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? À, chúng ta quan sát và thấy trên cành lúc bấy giờ còn lại 6 con chim. Vậy để giải được bài toán này, trước hết các em cùng cô phân tích đề toán. Theo các em, đề toán cho biết gì? À, đề toán cho biết có 8 con chim đậu trên cành, sau đó có 2 con bay đi. Như vậy đề toán hỏi gì? Đề toán hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? Vậy muốn biết trên cành còn lại bao nhiêu con chim, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? À, muốn biết trên cành còn lại bao nhiêu con chim, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Các em sẽ lấy tổng số con chim đậu trên cành, trừ đi số chim bay đi thì chúng ta sẽ được số con chim còn lại trên cành. Nào bây giờ các em cùng cô tóm tắt đề toán. Cô có 3 chấm con chim, bay đi 3 chấm con chim, còn lại 3 chấm con chim, chấm hỏi. Bây giờ các em cùng quan sát lại đề toán và cùng điền vào cho cô ở chỗ 3 chấm của hai hàng đầu tiên. Đầu tiên chúng ta có 8 con chim, bay đi 2 con chim, vậy còn lại bao nhiêu con chim? Lưu ý chỗ 3 chấm thứ 3 chúng ta không được điền số vào nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải bài toán. Để giải bài toán này đầu tiên các em sẽ dùng thước và bút chì kẻ xuống khoảng cho cô 3 ô. Và bắt đầu từ lề đỏ các em nhớ là lùi vào 3 ô để cách trình bày của chúng ta được sạch đẹp. Sau đó các em sẽ đọc lại đề toán và gạch chân cho cô từ hỏi từ bao nhiêu. Và đơn vị của bài này là con chim, cho nên chúng ta sẽ dùng bút chì khoanh tròn vào chữ con chim. Sau đó các em sẽ dựa vào câu hỏi, các em sẽ viết lời giải. Cô có lời giải đầu tiên là số con chim trên cành còn lại là. Cũng tương tự như bài vừa rồi, đầu tiên cô cũng sẽ viết chữ số
Sau đó cô sẽ nhìn lại đề toán ở phía trên. Chúng ta đã khoanh tròn vào đơn vị là con chim, cho nên chúng ta sẽ viết tiếp con chim vào sau cái chữ số. Và trong câu hỏi, còn lại trên cành còn lại thì cô sẽ viết tiếp. Sau từ con chim cô sẽ viết trên cành còn lại. Và cuối cùng cô sẽ viết từ là và dấu hai chấm. Cô được lời giải. Tiếp theo cô sẽ viết phép tính. 8 trừ 2 bằng 6. Mở ngoặc chúng ta sẽ viết đơn vị là con chim và đóng ngoặc lại. Cuối cùng chúng ta sẽ viết đáp số. Như vậy cô và các em đã thực hiện giải xong bài tập số 1. Trước khi chuyển sang bài tập thứ hai, cô mời các em cùng thư giãn trong giây lát. Chúng ta sang tiếp bài tập thứ hai. Anh có 8 quả bóng, anh thả 3 quả bay đi. Hỏi anh còn lại mấy quả bóng? Ở bài tập này các em cũng sẽ đọc đề và dựa vào tranh vẽ, chúng ta sẽ tóm tắt và giải bài toán. Đầu tiên đề toán cho ta biết anh có 8 quả bóng, anh thả 3 quả bay đi. Và đề toán hỏi anh còn lại mấy quả bóng? Các em hãy suy nghĩ và dự đoán xem để biết được anh còn lại mấy quả bóng, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì nhé. Nào bây giờ các em cùng cô tóm tắt bài toán. Có 3 chấm quả bóng, đã thả 3 chấm quả bóng, còn lại 3 chấm quả bóng chấm hỏi. Như vậy dựa vào đề toán chúng ta thấy, đầu tiên có 8 quả bóng, đã thả bao nhiêu quả bóng? Đúng rồi, đã thả 3 quả bóng. Vậy đề toán hỏi còn lại bao nhiêu quả bóng? Bây giờ các em cũng sẽ đọc đề toán và tự giải bài toán này vào vở của mình. Trước hết chúng ta cũng sẽ dùng thước và bút chì đếm vào 3 ô và kẻ xuống 3 ô để trình bày bài giải. Sau đó các em cũng sẽ dùng thước và bút chì gạch chân từ hỏi từ mấy và khoanh tròn vào đơn vị. Sau khi giải bài toán xong, các em cùng quan sát và sửa bài với cô. Cô có lời giải, số quả bóng anh còn lại là, và cô có phép tính 8 trừ 3 bằng 5 quả bóng. Cuối cùng đáp số 5 quả bóng. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 2 rồi đó. Bây giờ các em cùng cô sang tiếp bài tập cuối cùng. Chúng ta sang tiếp bài tập số 3. Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao, hỏi trên bờ có mấy con vịt? Ở bài toán này các em cũng sẽ đọc đề kết hợp với quan sát tranh để tóm tắt và giải bài toán. Đầu tiên đề toán cho biết đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Và đề toán hỏi trên bờ có mấy con vịt? Bây giờ các em cùng cô tóm tắt bài toán này nhé. Đầu tiên cô có đàn vịt có 3 chấm con, ở dưới ao 3 chấm con, trên bờ 3 chấm con chấm hỏi. Như vậy đầu tiên chúng ta có đàn vịt có 8 con, ở dưới ao 5 con, trên bờ có mấy con? Bây giờ các em cũng sẽ đọc lại đề và thực hiện giải bài toán này vào vở của mình. Sau đó các em cùng nhau kiểm tra lại kết quả với cô nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng xem lại kết quả. Cô có lời giải, số con vịt trên bờ có là, cô có phép tính 8 trừ 5 bằng 3 con và cuối cùng cô viết đáp số là 3 con. Chúng ta cũng có thể viết tên đơn vị là con vịt hoặc là con cũng chính xác. Trước khi kết thúc tiết học, các em hãy cho cô biết
cách trình bày một bài giải gồm mấy bước? Cách trình bày một bài giải chúng ta có 3 bước. Bước đầu tiên, viết lời giải. Bước thứ hai, viết phép tính. Và bước thứ ba, viết đáp số. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em cách trình bày và giải toán có lời văn. Các em hãy hiểu bài giải toán có lời văn thì gồm câu lời giải, phép tính và đáp số. Chúng ta sẽ ghi nhớ để thực hiện giải bài toán cho chính xác. Và các em cũng chuẩn bị cho cô bài sau, đó chính là bài luyện tập. Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em đã chú ý lắng nghe. Cô chúc các em luôn cho ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em vào tiết học lần sau.